Hôm nay mình sẽ làm tiếp một phần, đó là mình sẽ nói về cái liên 4. Vì lần trước mình anh em mình tìm hiểu về cái nốt đen này, ở đây là nốt đen này, dấu lặng đen, nốt đơn rồi, dấu lặng đơn rồi. Đó, hôm nay mình sẽ tìm hiểu về nốt móc kép. Đó, móc kép nếu mà nó đứng một mình nó thì nó hình dạng nó như thế này nè các bạn. Nếu mà đứng một lần bốn nốt hoặc là chùm nốt thì nó sẽ nối lại với nhau bằng hai cái gạch như thế này. Bạn lưu ý nha, nốt đơn là một gạch nè, nốt đôi là hai gạch, bạn nhớ nha. Đó, rồi cái dấu lặng đôi với lặng kép á thì nó sẽ hình dáng nó giống với dấu lặng đơn nhưng mà nó sẽ có hai cái móc như thế này. Đó. Rồi thì mình sẽ nói về cái chia này. Thì giống như lần trước thì bây giờ mình đi từ nếu mình đi từ 1 đến 2 á, đó, thì mình sẽ có nốt đơn, có nốt đen. Nó đen thì 1 đến 2 đánh một phát là nó là từ 1 đến 2 luôn, nó kéo dài từ 1 đến 2. Nhưng mà nếu nốt đơn á thì các bạn phải dừng ở giữa này phát, đánh từ nốt đơn thì từ đây từ 1 tới và nó xong từ và tới hai, có nghĩa là từ một tới hai bạn phải đánh hai hai nốt nhạc. Rồi bây giờ cái nốt kép này á thì nó sẽ chia nhỏ ra nữa, có nghĩa là nó chia đôi ra ở giữa một từ một đến và nó chia nhỏ ra nữa. Đó. Mình sẽ đặt tên cho nó là cho dễ gọi là một y và a. Nếu các bạn nào mà thấy khó thì các bạn sẽ có thể đặt là 1, 2, là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, đó thì tùy theo cái cách 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 gọi của các bạn thôi. Và các bạn có thể tham khảo thêm, nhưng mà nếu mà chuẩn quốc tế thì người ta sẽ là đặt là 1, Y, 1, Y, N, E. Bạn nhớ luôn nha. Đó, thì có nghĩa là khi các bạn đánh từ các bạn muốn từ 1 đi từ 1 đến 2 nó sẽ có cái cách là các bạn đánh đó. Ở đây một ngay có vị trí 1 các bạn đánh một phát nè, mình vị trí Y đánh một phát nè, N đánh một phát, ở đánh phát thì nó sẽ tạo thành cái liên 4, 1 2 3 4. Đó là cái lý thuyết cơ bản của nó. Thì bây giờ mình sẽ mở qua cái nốt nhạc, nó sẽ đánh cho các bạn nghe. Ví dụ như là mình sẽ đánh từ từ đen ha, đen nè, 3 4 1 2 3 và 4 và 1 y n 2 y n 3 y n 4 y n 1 3 4 1 và 2 và 3 và 4 và 1 y n 2 y n 3 4 y n. Rồi, ok, các bạn nhìn lên cái bảng của mình đây. Đó, thì những cái vị trí này mình đang để sẵn là sẽ là 1 nè, 2 nè, 3, 4 đúng không? Đó, thì mình có để cái hình nốt nhạc dưới màn hình đó. Thì các bạn để ý nè. Đó, N, 1, I, N, E. Mình muốn đánh cái liên 4 này mình chỉ cần xếp vào 1, 1, I, N, E. 1, I, N, E. Xong rồi, 2, I, N, E. 3 y n các bạn càng xếp xếp vào đó. Tại vì khi ví dụ như đó là cái các bạn dễ hiểu nhất về cái hình nốt này, nghĩa là tempo nó vẫn đếm ở đây, đếm 1 2 3 4, 1 2 3 4, thì trong từ 1 đến 2 đó các bạn sẽ đánh 4 nốt nè, đánh đánh ngay từ 1 nè, 1 đánh ngay y n e sẽ là 1 y n 2 y n 3 y n 4 y n. Nó sẽ kéo dài liên tục như vậy.